Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 10 token có ký hiệu là SBB kép này bạn. Thì một token SBB kép này giá là 2,5 đô bạn. Sau khi các bạn tham gia chương trình để góp này thì theo thông tin của sàn thì mình nó sẽ phân phối trong vòng 24 giờ các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản này. Dòng đầu tiên các bạn đánh email của mình vào nữa. Rồi sau đó username nè. Rồi xác nhận mật khẩu nè. Sau đó xác nhận mật khẩu nè. Con chi thì các bạn chọn quốc gia Việt Nam nè. Mobile phone thì các bạn cộng 84 đầu số điện thoại của mình nha bạn, bỏ không đầu nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào create account sẽ có một cái mã gửi về email cho các bạn. Rồi các bạn bấm vào một cái feed sẽ có email gửi về mã code cho các bạn qua. Thì các bạn lưu ý nha các bạn. Các bạn lục tất cả các hộp thư. Nếu mà cái mã code này không về thì các bạn dùng một cái phần mềm đó là lên xin lay gõ phần mềm là Tool VPN nha các bạn. Mình có để phần link mô tả cho các bạn. Nếu mà cái mã code không về thì các bạn phát IP qua sang Hoa Kỳ nha tất cả các bạn. Thì nó sẽ gửi về cái mã code cho tất cả các bạn. Rồi sau khi các bạn nhập mã code dạo xong thì các bạn login vào nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào address nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter nè các bạn. Follow Facebook chứ. Trên Facebook thì bạn bấm thích nè, theo dõi nè. Rồi sau đó các bạn thích luôn đi các bạn. Xuống đây thích bài nó các bạn chia sẻ luôn nha các bạn. Chia sẻ công khai luôn. Rồi sau đó các bạn bấm đáp lên nè. Like và follow Facebook. Rồi tiếp tục bạn follow tại Twitter nữa các bạn. Rồi điền lại username tại Twitter mình nha các bạn. Rồi sau nhà bạn trên tại Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn tweet lên luôn đi các bạn. Sau đó các bạn mở tại Twitter mình ra like nè. Bạn nhập bạn avatar nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn copy username tại Twitter mình nha các bạn. Rồi cho nó nè. A còng win VNNH9. Tiếp tục join kênh Telegram nó, kênh group, kênh Zalo nè các bạn. Để mình rồi các bạn bấm vào join nè. Rồi các bạn join vào nè. Rồi tiếp tục bạn bấm đáp lên nè. Bạn chọn tiếp kênh Zalo nữa nè. Nó hai kênh nữa ta. Rồi các bạn chọn sao các bạn. Sau khi join vào xong thì các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Vào setting nè. Copy username mình nè. À cộng anh 4 số 3. Các bạn dán vào đây. Ba. Rồi tiếp tục kênh group cũng vậy luôn. Các bạn điền vào username Telegram bằng luôn. A cộng anh 4 số 3. Rồi follow, like và fanpage Facebook. Cái này mình gửi là username Facebook quá. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ với BNB sở match trên bet20 nha các bạn. Phần đây mình điền các bạn lấy username Facebook mình luôn đi các bạn. Các bạn nhấp vào Facebook này. Trên Facebook thì các bạn nhấp vào mua gạch này các bạn. Mua gạch này. Rồi các bạn nhấp vào ba bên cùng nè. Các bạn copy đường link liên kết trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên đây nè. Các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn gửi đường link Facebook mình nha các bạn. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Collect của tất cả các bạn nha. Các bạn có thể dùng địa chỉ ETH nha các bạn. Rồi các bạn gửi vô đây nè. Sau đó các bạn gửi email các bạn đã đăng ký trên đầu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit nè. Kiểm tra là đúng chưa các bạn. Rồi bấm submit. Ok. Rồi nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit. Rồi vậy thành công rồi các bạn. Rồi mình bấm ok. Vậy là xong rồi các bạn. Balance mình đã check. Balance mình đã về chưa các bạn. Thì balance nó sẽ phân phối trong vòng 24 giờ đồng hồ các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.